Chào các bạn. Hôm nay mình có mấy mục măng để chia sẻ với các bạn nè. Măng này con trai mình đi lên bên quê vợ á, rồi về ở chợ người ta lại nhổ măng cho khách về. Rồi nhiều quá các bạn ơi, cũng không biết làm gì ăn nữa. Thôi giờ mình đem một ít đó thì mình sẽ lột vỏ ra mình luộc, mình bỏ cái nước dơ đi này kia cái nọ vậy đó, rồi mình để mình kho thịt đó. Rồi còn mớ thì mình sẽ làm muối chua, muối măng chua để nấu canh chua cá hú, cá bông lau, cá lăng nào đó các bạn. Mà bây giờ gỡ cái này ra cũng mệt luôn á chứ. Coi cái này coi. Ồ cái này nó cũng non ghê vậy chứ. Giờ đầu tiên mình cắt cho nó sạch sẽ thôi chứ giờ chưa có. Giờ cắt cho nó sạch sẽ trước đi ha. Rồi chút mình tính tiếp. Ui nha. Giờ lột cái này cũng ngấy á. Hồi đó giờ mua ngoài chợ, toàn là ngoài chợ người ta làm sẵn không, mình có làm đâu mình biết. Giờ lột lần lần ra. Lột lần lần ra. Nhiều đây lột cũng phê lắm chứ không chơi đâu. Này lột ra nó cũng còn không có bao nhiêu đâu. Mà tại vì nó cái này nó sao. Này. Cắt cái này quá. Mình cũng chẳng có biết lột nữa. Đó giờ ở thành phố mà. Hồi đó hồi xưa ở dưới quê nhỏ xíu thì cũng đâu có làm cái này đâu. Rồi lên thành phố mà tới bây giờ cũng đâu có thấy đâu. Ở ngoài chợ thì họ làm sẵn cho mình hết trơn rồi. Mà chắc lột cho trắng ra luôn quá. Này được chưa không biết nữa. Rồi cái này thấy non mềm quá, bỏ uổng quá các bạn ơi. Thôi tới đây đi ha, để chút rồi mình hỏi ông xã mình coi có lột thêm nữa không, mình cũng không biết nữa. Gọt gọt bỏ mấy cái vòng vòng ở ngoài này. Rồi để lột bao nhiêu đi trước, từ từ đi rồi cái chút ông xã mình nó ngủ dậy rồi mình hỏi ông coi làm tới đâu nữa không biết nữa. Này chỗ này thấy non ghê vậy ha. Rồi bây giờ làm tiếp. Chỗ này nó hơi bị già. Chặt bỏ nó đi. Cái chỗ này mày thấy vậy mà nó không có già vậy. Nó lại còn mềm hơn cái chỗ đằng kia nữa chứ. Giống như cây chuối vậy. Măng này ở trong rừng mới có đó chứ. Chứ trên ô cái này nó mềm nó non quá. Mẹ tưởng cứng á, mẹ chặt ai giờ nó còn mềm quá. Ôi non xèo à. Ôi non quá. Rồi mẹ chặt chung đi. Măng này biết măng gì nữa. Còn đi. Lột được nhiêu đây nè các bạn. Giang quay cho các bạn coi đi nha. Lột cái này cũng phê chứ không phải khỏe gì đâu nha. Phê luôn. Ồ cái bụng măng này sụp cứng quá dưới này.
mình lột xong cái mình đem vô mình muối chua đó các bạn. Sẵn có măng này để mình chia sẻ cái cách muối măng chua với các bạn luôn nha. Một măng bự ghê, lột ra còn chút ép. Xách từ Tây Ninh về nó nặng quá trời nặng mà lột ra đâu còn được như măng đâu đó, nhiêu đó đó. Măng không có rửa các bạn ơi, lột vỏ xong rồi ta sắc gì thôi. Nếu mà các bạn thích bào thì bào ha, còn thích sắc gì thì sắc ha, để muối thôi chứ không có rửa. Hoặc là nếu mà các bạn thấy xung quanh này nó có dơ á thì các bạn đem rửa một chút thôi, rửa một chút rồi lấy khăn lau khô lại ha, chứ không có mà sắc rồi như vậy không có đem rửa các bạn ơi. Nếu mà các bạn có bào thì các bạn muốn bào cũng được. Này mình măng gì mình muối chua để mình nấu canh hay gì đó, nấu canh chua cá lăng cái gì đó. Tôm, nấu canh chua tôm là cũng được. Cái này mềm. Thích bào thì bào. Ở đây mình có khoảng 2 lít hay hơn 2 lít rưỡi nước gì đó không biết nữa. Còn mình nấu đó mình quên, nhưng mà cũng khoảng cỡ đó đó các bạn. Đó ha, nước sôi nấu để nguội. Giờ mình cho vô đây 3 muỗng canh muối đi. 3 muỗng canh muối ha. Một muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng cà phê đường nè các bạn ơi. Để coi coi cái đó coi. Tay hòa tan đi. Này nước muối mình lượng gì cũng không nhất định phải chính xác đâu. Chỉ cần lúc mà mình niêm cái nước mình thấy nó hơi mặn 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 một chút là được các bạn. Chứ đừng có quá mặn nha, mà cũng đừng có nhạt nha. Mình muối măng theo cách này chừng khoảng 4 ngày là mình đem ra mình sử dụng được rồi á. Nấu canh chua hay kho thịt kho gì đó cũng được. Còn nếu mà măng đã chua rồi đó mình ăn không có kịp á thì mình đem mình để vô ngăn mát tủ lạnh. Để mình coi coi. Được rồi đó bác các bạn ơi. Nước muối chỉ cần mặn mặn là được rồi. Đây là măng nè các bạn. Sau khi mình lột sạch rồi mình chỉ ấy không có la không có rửa các bạn ơi, chỉ làm vòng vòng ngoài rồi lau khăn lại thôi, rồi chứ mình đừng sắc gì mình đừng có rửa ha. Mình sắc xong cái bỏ vô nước muối đi. Ha. Đó cho nó đừng có bị đen. Không có rửa để vậy luôn. Măng á, khi ta gọt hay là ta bào hoặc gì đó hay là ta sắc miếng gì đó thì ta bỏ vào trong cái thau nước muối ngâm liền để hạn chế măng bị vô gió, nó đừng có ít có bị đen hơn. Ví dụ cho dù nó có bị đen nó cũng không có bị đen nhiều. Nó mình bào hết cái chỗ nào bào được nó mềm thì mình bào, còn nếu mà mình bào không được thì mình sẽ lấy dao mình sắc. Thau này là nước muối nha các bạn, nãy mình mới pha đó. Các bạn ơi, nãy giờ mình vừa sắc măng á mà mình vừa bỏ vô trong ngâm vô nước muối nãy giờ đó các bạn. Phải để ở ngoài sợ nó vô gió nó đen măng đó, thành ra sắc ra bào hay bào gì đó. Bữa nay cây bào của mình á, cây bào của mình nhỏ xíu bào không có ngon gì trơn,
thành ra mình sắc luôn. Bào cái bào nhỏ quá, khó bào quá. Bây giờ nãy giờ mình ấy mình ngâm vô đây rồi đó các bạn, giờ mình gấp mình bỏ vô keo các bạn ơi. Phải có cái keo nhỏ hơn chút, ngon keo này bự quá nó không có đầy, nó lại dư không khí nữa. Thôi kệ nó chứ giờ không có sao. Đây có cái keo nào thấp hơn chút thì ngon, ok. Các bạn ơi, giờ mình cho vào đây hết rồi đó các bạn. Nhưng mà cái này của mình đó là do cái hũ này của mình nó bự quá đi. Chứ nếu mà các bạn có cái hũ nào thấp chút gì nè thì cái không khí nó ít có vô á, mình thích hơn á. Nhưng mà tại giờ mình không có cái hũ khác nha, buộc phải lấy cái hũ này. Thì cái không khí trong này nó nhiều á, mình sợ á, nó cũng bị đen măng đó các bạn. Mà thôi kệ đi nha, mình ăn mà chỉ là cái cách muối nó như vậy thôi, còn lỡ cái đen chút cũng kệ nó đi. Còn ở nhà các bạn nếu mà có cái hũ thấp hơn để hạn chế không khí vô trong thì càng tốt. Giờ mình đậy lại đó các bạn ơi. Rồi để 3 ngày sau, 4 ngày đi. Nó cho nó chua nhiều rồi mình chia sẻ với các bạn xem ha. Ừ các bạn ơi, để mình hạn chế nó đừng có bị đen cái mặt của cái măng mình muối đó các bạn. Thì mình cũng để vào đây một cái miếng nhựa vậy nè. Tại vì cái miệng này nó nhỏ, mình không có thể dùng cái vật nặng được. Mình để vô đây một cái miếng nhựa. Xong rồi mình lấy một cái chén đó, cái mình dìm xuống gì nè, để cho cái măng nó nằm bên dưới, hạn chế cái mặt của ở trên bề mặt của măng nó bị đen đó các bạn ha. Vậy đi ha. Rồi nay măng chua rồi các bạn ơi, các bạn nhìn là biết măng nó chua ha. Để mình nói ví dụ như bình thường cái nước muối này nè, ba bữa trước á mình pha thì nó trong lắm, nhưng mà bữa nay nó lên men chua rồi đó, cái nước nó đục đi đó là măng nó đã chua rồi đó các bạn. Thơm quá. Thơm quá. Măng trắng tươi rồi các bạn ơi, không có bị cái bằng cái gì vô gió. Nếu mà vô gió là cái măng nó đen, nó thâm đen tím tím á các bạn. Còn măng này á mình muối nó trắng tươi luôn á các bạn ơi. Ngon quá đi. Để mình gấp ra cho các bạn xem nha. Thơm quá. Gấp cái gì á? Dạ. Trắng tươi cái miếng măng luôn, quá ngon luôn. Cái măng này mình có thể nấu canh chua với lại cá lăng, cá nhác hay cá hú vậy đó các bạn. Còn nếu mà thôi mấy con đó khó kiếm quá, mình nấu với tôm hoặc là nấu với cá lóc đồng nó cũng được đó các bạn. Ngon quá chừng luôn. Trắng tươi luôn nha. Cái này là không có bị vô gió đó nha các bạn. Là lúc mà mình làm mình muối cái này ra là mình đã để sẵn một thau nước muối mình pha xong rồi đó. Rồi mình vừa bào măng mình bỏ vô thau nước muối liền, không có để ngoài để cho vô gió nên nó trắng nõn à. Đưa xuống đây nè vậy. Ngon quá chừng luôn. Để mình thử miếng coi. Cái này là 3 ngày là nó vừa chua vừa tới á, còn nếu mà các bạn nào mà thích chua đó thì để 4-5 ngày cũng được. Ngon lắm các bạn ơi. Không có bị đắng nữa. Mới có 3 ngày mà nó thấm nó ngon quá chừng luôn. Và trắng nõn luôn ha. Không có bị thâm đen nha. Thâm đen nó bị vô gió thì vẫn ăn được, nhưng mà ngó nó không có ngon bằng này. Bữa mình có lấy cái miếng nhựa này nè, mình đậy cho này nè, mình chèn xuống để cho cái mặt của cái bề mặt của măng nó không có bị đen đó. Thì qua cái sự chia sẻ làm ăn chua của
gia đình nhỏ đó các bạn. Thì nếu mà các bạn làm đúng cách giống như mình đã hướng dẫn á, các bạn chia sẻ đó, thì bất bại nha các bạn. Hãy tự tin lên mà làm thử coi. Còn nếu mà các bạn nào mà mới làm lần đầu á, thì không có kinh nghiệm nhiều á, thì thôi ta mua ít chút làm, đừng có làm nhiều quá. Thì các bạn làm chừng vài ba lần là các bạn rút ra được cái kinh nghiệm mà. Cái món này cũng dễ làm quá chừng luôn. Mà măng chua nó này cũng sử dụng được nhiều thứ, mình kho thịt kho đồ cũng được. Vậy thôi, video của mình đến đây mình xin chào tạm biệt nha các bạn. Hẹn gặp lại những lần sau.